đây là sông Hạ. Ừ, mấy ai có cần thiết tới mình chăm kia, chăm cái đền kia. Không đi trên con đường kinh tiến tới vào buổi chiều nay được, cho nên là chúng ta không thấy được tới. Và do là đoàn chúng ta không đi trên con đường kinh tiến tới vào buổi chiều nay được, cho nên là chúng ta không thấy được. Rồi chúng ta thấy nhà bè trên nhà bè thì có một cái lò đó ta gọi là lò trộn thức ăn cho cá, nấu bằng cháu. Thức ăn khi nấu sẽ được trộn bằng máy luôn, rồi sau đó thì đem ra ngoài để nguội và sau đó thì mén thành viên cho cá ăn. Đó là những người mà nuôi bè không sử dụng thức ăn công nghiệp. Chúng ta tại khu vực ngã ba này, nếu như mà trước đây khoảng 10 năm trở về trước, quý cô chú chị mình mà lên Châu Đốc là khu vực này là toàn bộ là bè cá, nhưng mà ngày nay thì đã giảm đi số lượng rất là nhiều, thậm chí đó, lượng bè có thể giang ra nới ngoài khu vực ngoài ghe ngoài chạy ngoài kia luôn, ghe xuồng chạy á, nhưng mà do là nhu cầu ngày nay là con cá cho trơn không còn nuôi bè được nữa, giờ do thị trường xuất khẩu. Đây hả? Đây dạ. Ô đây nè, đây. Cô bác anh chị nào coi xong thì coi sao? Cô bác anh chị đi sao coi ở đây con cá. Rồi. Chị nào xong đi. Rồi đây là những loại cá có dãy mà nuôi lồng ghép với con cá da trơn. Nhiều con đi thôi. Cái cá mút rồi. Cái cá mút mượn rồi. Lấy nha. Xong hết. Quý cô chú mình thấy có những con cá nhỏ nhưng mà không phải có những con cá lớn đó mà. Cho là đồ gặp bè vừa rồi đó. Con cá lớn còn khó lại. Con cá này. Có một thau mồi dặn đồ ăn. Dạ không. Đó đó cho anh qua múc. Mới đó là gặp bố
Nếu mà một năm nó đẻ 1-2 tỷ, một năm nó đẻ ra 1-2 tỷ, còn cái nhà của Bình Thạnh nó không có đẻ ra được. Chính xác. Cái bè chỉ cần chung một vụ cá kiếm cái tỷ bạc rồi. Thì có lẽ sắp sửa sẽ đẻ, là nó gần đẻ được thêm một cá nữa. Đặc biệt chăn nuôi bè là quan niệm, họ quan niệm rất là rõ ràng, cá chết trước mặt cá chết, chiều mới làm kiểm tra. Nhưng mà cá không chết là cá không bao giờ lớn. Nó quan niệm nó vậy, tại vì cái nguồn nước và cái nghề đó nó vậy rồi. Tức là con cá nó đủ khoảng không rồi, nó không có ép nhau để nó chết. Thì nó sẽ không có khoảng trống để con cá phát triển. Thì con cá nó chỉ tới tầm đó, nó chỉ có chậm lớn. Còn khi mà nó chết thì con này chết thì nó sẽ dừng lại khoảng không cho con cá. Cá cá phát triển thì nó về đó liền. Hồi đó nhà nuôi có 3 mét rồi.